Em xin chào các bác ạ, chào mừng các bác quay trở lại kênh của Lương Thanh. Và ngày hôm nay thì bên em có một cái đơn hàng đẩy hai kênh gửi cho bác khách anh Vũ Ngọc Quang ở Yên Bình, Yên Bái các bác nhá. Và cái con đẩy này là cái con đẩy đến từ thương hiệu DB Acoustic thuộc series KB và mã của nó là KP500. Và cái dòng KP này, cái series KP thì nó sẽ có KP500, 700 và 900 các bác nhá. Nó cái số ở đằng sau thì nó là tương ứng với cả cái công suất của một kênh. Cái con KP500 này với mức công suất là 500W một kênh nhân với hai kênh. Và cái công suất này thì nó nằm ở trở kháng là 8 ohm. Và khi mà trở kháng xuống 4 ohm hoặc là khi mà chúng ta dùng chế độ đánh gộp thì công suất nó sẽ còn lớn hơn nhiều. Và ở cái chế độ cơ bản này thì nó sẽ có thể đánh được một cặp loa full bass 25 hoặc là bass 30. Và cái con này là con đẩy để chúng ta sử dụng gia đình hoặc là sử dụng phòng trà, hoặc là một số những các bác làm những cái sân khấu nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng cái con đẩy DB Acoustic này. Và cái con đẩy DB Acoustic KP500.000 thì nó sử dụng cái mạch khuếch đại tín hiệu là Class AB. Và nó sử dụng đó là cái nguồn xuyến. Và cái nguồn xuyến này thì nó cực kỳ bền bỉ và ít khi xảy ra lỗi khi mà nó hoạt động, và tuổi thọ của nó rất là cao. Con này nó có thể sử dụng kết hợp với cả đôi loa full bass 30 và hợp lý nhất là từ bass 30 trở xuống. Và hoặc là các bác có thể là đánh với cả đôi bass 25, một kênh của nó có thể đánh được một đôi 25 khi mà trở kháng ở 4 ohm. Và tổng thể về cái thiết kế bên ngoài của nó các bác nhá, thì các bác có thể thấy là thiết kế rất là sang trọng và đẹp mắt. Cái lớp sơn ở ngoài đó là sơn tĩnh điện màu đen, và chất liệu làm là từ kim loại có độ bền cao, chịu được lực tác động mạnh từ bên ngoài. Đấy, cái lớp sơn đen thì tránh chảy xước và va đập này. Và kết hợp với màu tông đen chủ đạo là logo thương hiệu màu trắng DB Acoustic in ở phía mặt trước của thiết bị. Và chi tiết được bố trí cục đẩy là nó sẽ có những cái nút chiết áp ở phía mặt trên, kèm theo đó là những cái đèn LED hiển thị thông báo về mạch bảo vệ Protect. Cái thứ hai là về quá tải clip. Cái thứ ba là về tín hiệu âm thanh. Và cái nữa đó là cái nút báo nguồn. Và ở phía dưới là cái phần tản nhiệt các bác nhé. Nó sẽ có quạt làm mát, nó hút những cái hơi không khí tươi ở phía mặt trước và làm mát linh kiện ở bên trong, để làm mát những cái linh kiện, không tránh cho cái việc là con đẩy nó bị quá nhiệt trong quá trình hoạt động. Và ở phía mặt đằng sau của cái con đẩy đó là cái cổng kết nối input vào và ra. Nó là đẩy hai kênh, thế nên là nó sẽ có hai cái đường kết nối input vào bằng jack Canon, input 1 và input 2. Và nó sẽ có thêm đường link 1, link 2 để chúng ta có thể kết nối với cả những cái thiết bị khác, hoặc là kết nối với cả những cái con đẩy khác trong trường hợp là chúng ta sử dụng nhiều cục đẩy. Nó sẽ đồng bộ những con đẩy vào với nhau. Và đây là hai cái quạt làm mát ở phía mặt đằng sau các bác nhé. Hai quạt làm mát này thì có cảm biến gia tốc, khi mà con đẩy nó càng nóng thì cái tốc độ của quạt chạy nó càng mạnh để kịp thời làm mát cho các linh kiện. Và cái con đẩy này nó sẽ có 3 chế độ đánh. Em rất thích cái con đẩy nào nó có 3 chế độ đánh các bác nhé, để chúng ta có thể thoải mái tùy chỉnh và sử dụng đúng với cả mục đích, với nhu cầu của chúng ta. Mặc định của nó khi mà xuất xưởng thì người ta sẽ gạt ở cái nút giữa là đánh sít te, đánh trái phải. Khi mà chúng ta sử dụng hiệu ứng sít te thì nó sẽ tạo cái không gian cho bản nhạc, và lúc đấy cái loa trái loa phải nó sẽ luân phiên, nó tăng giảm âm lượng để nó tạo ra cái không gian đa chiều. Ví dụ như là tạo không gian tiếng kèn ở một bên, tiếng trống to ở một bên đấy, thì như là các bác đang ngồi xem một ban nhạc người ta chơi. Và khi mà các bác gạt xuống bara, cái nút dưới cung này, parallel này, thì lúc đấy nó sẽ là đánh tương tự, tức là kênh loa trái và loa phải nó sẽ tiếng nó giống hệt nhau. Nó không chạy âm thanh, nó không chạy từ loa này sang loa kia nữa, mà âm thanh hai loa sẽ to đồng đều và không có sự thay đổi. Và khi mà các bác muốn sử dụng cái con đẩy này để đánh một con loa công suất lớn như là những cái con sub 40-50, thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng sang cái chế độ đánh gộp, là các bác sẽ đẩy cái công tắc này lên cái chỗ nó ghi là BR này, hoặc là chế độ bridge các bác nhá. Thì lúc đấy con đẩy hai kênh này sẽ biến thành con đẩy một kênh, và cái con đẩy một kênh đấy nó sẽ có công suất là bằng hai kênh gộp lại là một. Và cái đường ra của nó khi mà ở đánh chế độ bara hoặc là chế độ sitte thì nó sẽ có đường ra là output 1 và output 2. Còn nếu mà khi các bác đánh gộp bridge thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng đó là cái kênh một trong hai đường ra này, một trong hai đường ra. Nhưng lúc đấy các bác phải đấu cái jack new trick theo cái sơ đồ ở phía dưới các bác nhá. Các bác để ý giúp em này, nó sẽ có cái gợi ý để chúng ta đấu jack new trick. Nếu các bác đánh bridge thì các bác phải đấu cái jack new trick có hai dây âm dương, là dây dương của cổng gộp nó sẽ là một cộng, còn dây dương còn cái dây âm của cổng gộp đó là hai cộng các bác nhá. Đấy, dây âm là hai cộng này, dây dương là một cộng này. Đấy, còn nếu mà chúng ta đánh sitte bình thường thì chúng ta cứ làm theo một cộng một trừ thôi. Đấy, còn đánh bara thì nó sẽ là
1 cộng và 2 cộng. Đấy các bác thấy không? CH1 là 1 cộng và CH2 là 2 cộng. Đấy các bác phải lưu ý, cực kỳ lưu ý cái phần mà đấu cái sắc nitric này khi mà chúng ta sử dụng các chức năng khác nhau các bác nhé. Đấy và một cái nữa đó là khi mà chúng ta sử dụng cái con đẩy này thì chúng ta cần lưu ý những vấn đề gì? Thứ nhất là các bác không nên để con đẩy ở nơi nó chật, nó hẹp. Đáng nhẽ chúng ta là phải để ở những cái nơi thoáng khí để cái quạt này làm mát, nó có thể là hoạt động được đúng cái hiệu suất của nó. Và cái thứ hai là khi mà các bác lần đầu sử dụng đẩy thì khi mà kết nối các bác lưu ý là cho hết tất cả những kênh công suất này về không rồi chúng ta mới bắt đầu kết nối, tránh cái trường hợp nó gây những cái tạp âm ra loa, những cái tiếng nổ ra loa. Và khi mà âm thanh lên rồi thì chúng ta mới bắt đầu vặn từng kênh lên một, vặn từng kênh một để xem các kênh nó đã đều có tiếng chưa, rồi lúc đấy chúng ta mới bắt đầu vặn đều cả hai kênh lên. Đấy, và con đẩy này nó sẽ có cả cái phần bắt vít để chúng ta đưa vào tủ đồ, có cả quai sách để chúng ta tiện di chuyển mang vác nó dễ dàng hơn. Cái con đẩy KP500 này thì hiện tại đó rất là nhiều người mua, bởi vì cái thứ nhất là thiết kế nó đẹp, cái thứ hai là chất âm của nó rất hay, và cái thứ ba đó là cái giá thành của nó thì rất là tốt. Mức giá mà bên em đang bán là dưới 6 triệu đồng các bác nhá, nó có thể tăng giảm theo thời gian. Đấy, và khi mà vận chuyển đi xa thì bên em sẽ hỗ trợ cái phần phí vận chuyển cho các bác, một phần phí vận chuyển. Còn nếu ở thời gần ở bên em ấy thì bên em có thể là sẽ bao ship luôn. Và cái chế độ bảo hành của nhà hãng thì rất là rõ ràng là bảo hành 1 năm. Và trong vòng 1 tháng đầu có lỗi từ nhà sản xuất thì bên em sẽ hỗ trợ 1 đổi 1, đổi sản phẩm mới cho các bác. Những sản phẩm chính hãng của DBA Cotec sẽ có đầy đủ tem quét QR này, rồi tem ở bên sườn này, tem bảo hành của công ty này, và tem chống hàng giả phía mặt đằng sau các bác nhé. Khi mà mua hàng thì các bác cần lưu ý. Cái con đẩy này thì bên em đã có cái clip là tháo ra và xem linh kiện ở bên trong rồi. Và cái mạch Class AB thì cũng là một cái mạch rất là đơn giản, và rất là nhiều những dòng đẩy sử dụng cái mạch Class AB. Đấy, thế nên là trong clip này thì em sẽ không tháo ra để xem cái nội thất bên trong nữa. Và tất cả mọi chức năng của con đẩy thì bên em đã test ok và cho nó hoạt động ở khoảng một thời gian khoảng 1 ngày cho nó chạy liên tục trước khi mà bàn giao cho khách hàng. Thế nên là hàng đã ok rồi thì em sẽ dán tem và bàn giao cho khách hàng các bác nhé. Và đây là cái vỏ hộp của con đẩy này, nó sẽ có những cái xốp mút kê ở 4 viền cạnh và lớp xốp trên xốp dưới rất là đầy đủ. Ngoài ra nó sẽ kèm theo cho chúng ta đó là một cái quyển thông số kỹ thuật của con đẩy để chúng ta nắm rõ được là cái phần công suất, kích thước, cân nặng, rồi các cách kết nối của con đẩy. Nó sẽ hướng dẫn rất là chi tiết ở phía bên trong cái quyển thông số kỹ thuật này. Đây các em sẽ cho các bác xem qua cái phần thông số kỹ thuật nhé. Các bác để ý giúp em vào cái phần KP500 này này. Ở công suất ở trở kháng là 8 ohm, công suất là 500W một kênh. Trở kháng 4 ohm là 750W, và khi mà chúng ta gộp hai kênh lại ở trở kháng 8 ohm là 1200W. Đấy, công suất rất lớn đúng không ạ? Và nó sẽ sử dụng mạch Class AB. Riêng cái dòng KP900 thì nó sẽ sử dụng mạch Class H. Và cân nặng của con đẩy nó rơi vào 17 kg các bác nhé, 17 kg. Và kích thước của dòng KP500, 700 và 900 sẽ là kích thước chung, là cái chiều ngang của con đẩy là 42,8 phân, chiều sâu là 34,9 phân, và độ dày xa 2U là 9 phân. Đấy, và nó có cả luôn cả thông tin độ rộng của bìa cắt tông luôn các bác nhé. Đấy, rất là đầy đủ thông tin, tất cả những cái nút bấm sử dụng như thế nào, chức năng ra sao đều sẽ được miêu tả và mô tả rất rõ ở bên trong cái quyển này. Và bác nào mà muốn biết thêm thông tin chi tiết và muốn sắm sửa cho mình một con đẩy để chơi những dàn âm thanh ở nhà thì các bác hãy liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683. Bên em riêng về cục đẩy, bên em có rất là nhiều mẫu đẩy của các thương hiệu khác nhau, công suất từ nhỏ đến lớn, số kênh là từ 2, 3 đến 4 kênh để phục vụ đúng cái nhu cầu sử dụng của các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và em xin dừng cái clip này ở đây ạ.